Xuân Tú xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV và bây giờ là 10 phút thời lượng cập nhật của chương trình. Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho một số đồng chí đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Nguyễn Huệ. Đồng chí Nguyễn Bật Khách, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Lê Lai. Trong dịp này, Đảng bộ phường Lê Lợi có 19 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Khu công nghiệp Minh Quang trên địa bàn thị xã Mỹ Hào được triển khai xây dựng từ năm 2018. Đến nay hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, thu hút doanh nghiệp và đầu tư. Khu công nghiệp Minh Quang có diện tích 150 ha thuộc địa bàn các phường xã của thị xã Mỹ Hào là Minh Đức, Bạch Sa và Dương Quang. Dự án hạ tầng có tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, chủ đầu tư là tập đoàn TNG Holding. Trừ diện tích hạ tầng, khu có 110 ha đất công nghiệp cho thuê, đến nay đã thu hút được gần 21 dự án trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc đến đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3.500 tỷ đồng. Hiện khu còn 50 ha mặt bằng sạch, hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án và đầu tư. Thời gian gần đây tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Hưng Yên nói riêng đã trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư FDI, kéo theo đó là nhu cầu nhân lực bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý là người lao động nước ngoài tăng nhanh. Hiện toàn tỉnh đang có trên 2.000 lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó nhiều nhất là lao động đến từ Trung Quốc gần 700 người, Hàn Quốc 500 người, Nhật Bản trên 300 người, còn lại là lao động ở các quốc gia khác. Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, chỉ chấp thuận cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc ở các vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất. Bộ Công Thương đã ban hành chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và chương trình thương hiệu quốc gia năm 2023 với gần 300 hoạt động xúc tiến thương mại ở trong nước và quốc tế. Theo đó sẽ có hàng trăm nghìn lượt doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động này. Chương trình sẽ tập trung vào các nội dung kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, quảng bá sản phẩm xuất khẩu tại các hội chợ chuyên ngành quốc tế có uy tín tại các thị trường trọng điểm, các thị trường mới có tiềm năng, tổ chức các hội nghị ngành hàng quốc tế lớn tại Việt Nam để quảng bá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, quảng bá ngành hàng xuất khẩu và các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu. Từ năm 2023, điều kiện quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có một số thay đổi quan trọng. Năm 2023, do có sự thay đổi về lương cơ sở nên điều kiện về chi phí đồng chi trả của các lần khám chữa bệnh đúng tuyến cũng sẽ có sự điều chỉnh cụ thể. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên thành 1,8 triệu đồng một tháng. Chính vì vậy, giới hạn về mức chi phí đồng chi trả của các lần khám chữa bệnh cũng sẽ tăng. Theo đó, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng để được xem xét hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục lớn nhất đối với người tham gia đủ điều kiện là quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khi khám chữa bệnh. Từ năm 2022 đến nay, huyện Phù Cử đã tập trung xây dựng và cải tạo hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của tỉnh là trên 40 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách của huyện Phù Cử và các xã. 8 tuyến đường được đầu tư xây dựng có tổng chiều dài 16 km, như đường DT378 tại thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa, dài 2 km. Đường thôn Khả Duy, Đại Duy, xã Đoàn Đào, nối ra quốc lộ 38B, dài 3 km. Đường từ thôn Hoàng Các tới đường DT386 qua xã Tiên Tiến dài 2 km. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong khoảng tháng 6 và tháng 8 tới đây, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Sau hơn 15 tháng thi công dự án cầu vượt thép hình chữ C với mức đầu tư hơn 147 tỷ đồng tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch đã lắp đặt xong khung cầu. Theo thiết kế, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép
trực thông dạng chữ C theo hướng từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch, tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp gồm ô tô và xe máy. Sau một thời gian thi công ì ạch, chậm tiến độ và liên tục phải gia hạn hợp đồng, hiện dự án đã hợp long xong phần kết cấu thép tại ngã tư Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch và đang gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo để kịp thông xe và đưa công trình vào sử dụng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hiện tại, cây cầu đã lắp dựng xong hạng mục kết cấu thép, ước đạt 80% tiến độ. Công trình cầu vượt chữ C sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các phương tiện từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch và ngược lại sẽ đi trên cầu vượt, giúp giảm ùn tắc cho nút giao bên dưới. Ngày 18 tháng 2, Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Phan Văn Ti, 65 tuổi, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Minh Ngọc, về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Theo đó, ngày 17 tháng 2, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an huyện Bắc Mê phối hợp với Công an xã Minh Ngọc bắt quả tang ông Phan Văn Ti đang thực hiện hành vi cạo nhựa từ quả cây thuốc viện. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực vườn nhà ông Ti có trồng tổng cộng 266 cây thuốc viện trên diện tích 12,5 m2, cây cao nhất 144 cm, cây thấp nhất là 30 cm. Trước đó, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện đối tượng Cao Minh Dương, sinh năm 1999, trú tại xã Cư Bao, Buôn Hồ, trồng 236 cây cần sa trên khu đất ngay sau nhà mình. Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Khổng Tuấn Linh, sinh năm 1988, Đỗ Thanh Tuấn, sinh năm 1981 và Nguyễn Trung Toàn, sinh năm 1988 để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cướp tài sản, Khổng Tuấn Linh đến huyện Chi Lăng thuê nhà trọ sinh sống và lấy vợ tại khu Gà Bắc, thị trấn Đồng Mỏ. Linh thường đi mua ma túy về giao cho Toàn và Đỗ Thanh Tuấn, chia lẻ bán cho các con nghiện. Thủ đoạn của các đối tượng là bán ma túy ở trong nhà và giao dịch qua khe cửa sổ. Trước khi bán, các đối tượng theo dõi hoạt động bên ngoài qua hai camera để đối phó với lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng trên khi đang tổ chức mua bán ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy heroin có khối lượng 0,446 gram, 2 mắt camera và nhiều vật chứng liên quan khác. Thư viện nổi lớn nhất thế giới Logos Hope mới đây đã cập bến tại Jordani, thu hút hơn 25.000 lượt người yêu thích sách tới đọc. Với hơn 5.000 cuốn sách trên tàu, Thư viện nổi có tuyển tập sách ấn tượng và cung cấp các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng như biểu diễn trực tiếp và hội thảo giáo dục. Con tàu dài 132 mét thuộc GBA Ship, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Đức, đã ghé thăm hơn 100 cảng trên toàn thế giới để truyền bá kiến thức và hy vọng trong những năm qua. Nó chở hơn 350 tình nguyện viên thuộc 70 quốc tịch khác nhau. Tổ chức phi chính phủ GBA của Đức đã khởi động dự án Thư viện sách nổi vào năm 2009 như một phần trong sứ mệnh nhân đạo để truyền bá kiến thức và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Người bản địa từ khắp nước Mỹ vừa qua đã đổ về thành phố Hollywood, bang Florida để tham gia lễ hội Popo thường niên lần thứ 50 nhằm tôn vinh văn hóa của người bản địa. Được tổ chức tại thành phố Hollywood, lễ hội Popo kéo dài 3 ngày đã quy tụ các đại diện của hơn 200 bộ lạc trên khắp nước Mỹ tham gia. Sự kiện thường niên mang ý nghĩa giúp kết nối các bộ lạc, tăng cường tình đoàn kết, cũng như duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của người bản địa ở Mỹ. Theo thông lệ, các cuộc thi nhảy múa, thi trang phục truyền thống và thi đánh trống là những hoạt động thu hút sự chú ý nhiều nhất tại lễ hội. Ngoài ra, đại diện các bộ lạc cũng tham gia các cuộc thảo luận về chủ đề phát huy bản sắc văn hóa của người địa phương trong thời đại mới hay giải quyết những khó khăn của các bộ lạc. Hiện có 574 bộ lạc người bản địa đã được nước Mỹ công nhận. Tuy nhiên, chỉ một số ít có sự phát triển về kinh tế và giáo dục, trong khi nhiều bộ lạc vẫn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống hiện đại ở Mỹ. Một hãng khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Toronto của Canada mới đây đã cho ra mắt sản phẩm thịt cá hồi chay được tổng hợp từ tảo biển và những loại thực vật khác. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ mang lại một sự lựa chọn mới cho những người muốn ăn chay để bảo vệ môi trường. Theo hãng New School Food, sản phẩm thịt cá hồi nhân tạo do họ phát triển được làm chủ yếu từ đạm đậu nành và một số loại đậu khác, tảo biển, dầu thực vật. Thịt cá hồi nhân tạo có màu sắc và hương vị gần giống với thịt cá hồi đánh bắt trong môi trường tự nhiên.
Ngoài ra, sản phẩm này có hàm lượng protein và axit béo omega 3 cao gần bằng với thịt cá hồi tự nhiên. Hiện New School Food đang thử nghiệm phục vụ thịt cá hồi nhân tạo tại một số nhà hàng và quán ăn tại Canada. Bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.